đọc sách với cô Hạnh. Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và đem bì. Hai con dê. Hai con dê sau khi đang vui vẻ bước lên sườn dốc của thung lũng núi thì tình cờ gặp nhau ở hai bên bờ vực sâu thẳm của dòng thác chảy xiết phương tiện duy nhất để băng qua bờ vực chỉ có một nhánh cây bắt ngang qua. Nhánh cây này thậm chí còn không đủ an toàn để cho hai chú sóc cùng nhau băng qua cùng một lúc. Con đường nhỏ hẹp này có thể làm cho kẻ càng đảm nhất cũng phải rùng mình. Thế nhưng dường như điều đó chẳng làm cho hai chú dê của chúng ta bận tâm. Niềm kiêu hãnh không cho phép chúng đứng qua một bên để nhường đường cho kẻ đứng đối diện mình. Một chú Bắt đầu bước lên cây cầu, chú còn lại cũng bước theo. Và thế là đến giữa cầu, sừng của chúng vướng vào nhau. Cả hai không ai chịu nhường ai, thế là chúng đều rơi tõm xuống và bị dòng nước chảy xiết bên dưới cuốn trôi đi: bài học là sẽ tốt hơn nếu chúng ta chịu nhường nhịn nhau để tránh gặp phải những điều rủi ro, còn hơn là cứ cố chấp để rồi lãnh lấy hậu quả đáng tiếc hết rồi cảm ơn các em tạm biệt và hẹn gặp lại